Chào các bạn, sau khi ăn mì xong thì team A14 đã ra ngoài trước cửa nhà để chơi đánh cầu lông. Xin mời các bạn cùng mình xem nhé. Các bạn xem mình cười nha, tại vì các bạn nhỏ này thì chơi rất là gà bởi vì mới được học đánh cầu lông ở môn thể dục ở trong trường thôi. Ba. Khán giả đề nghị xích vô. Mình xin cảm ơn các bạn đã vào xem video của mình. Xin hãy ủng hộ kênh của mình thêm nữa bằng cách nhấn đăng ký cho kênh của mình và nhấn chuông để nhận thông báo. Gà, trời gà, tính nó đào vô. Trời ơi, gì? Một đều. Một không. Tới người khác chứ bầu ông nữa gì? Khác nữa. Thấy nguy hiểm là bỏ hả? Rồi. Một không. Căng à. Một đều. Yeah.
thấy luôn á. Làm đi. Làm đi. Cô làm luôn. Chết. Có đâu? Răng đâu? Đi đi răng nè. Răng không ăn kìa. Không phải rồi. Xe cái lô răng nhà ngồi em, bảo ngồi em. Bảo ngồi em. Chấp luôn hai hai chấp luôn. Chấp luôn. Chấp nửa lụm hả? Khó tránh nha. Mày rồi. Từ từ. Đừng có đừng cứ từ. Yeah.